Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Trước khi đến với phần dự báo chi tiết, mời quý vị cùng đến với tin cảnh báo rét đậm rét hại. Hiện nay ngày 12 tháng 12, bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Tỉnh Lai Châu đã xuất hiện rét đậm một số nơi, vùng núi cao xuất hiện rét hại. Dự báo cảnh báo bộ phận không khí lạnh này tiếp tục được tăng cường sau ổn định nên từ hôm nay đến khoảng ngày 14 tháng 12, tỉnh Lai Châu tiếp tục có nhiều mây, trời rét đậm rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày phổ biến là từ 11 đến 14 độ, ở vùng núi cao phổ biến là từ 8 đến 10 độ C. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại sương muối cấp độ 1. Dự báo tác động của rét hại sương muối, hiện tượng rét hại kéo dài ở khu vực vùng núi cao có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe, nhất là đối với người cao tuổi và trẻ nhỏ. Xin được chuyển sang phần dự báo chi tiết. Trời nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, trời rét đậm rét hại, gió nhẹ, nhiệt độ là từ 12 đến 33 độ, ở vùng núi cao là từ 10 đến 13 độ, còn độ ẩm là từ 70 đến 95%. Dự báo các nơi trong tỉnh, tại khu vực thành phố Lai Châu, nhiệt độ là từ 12 đến 15 độ, còn độ ẩm là từ 75 đến 95%. Còn tại khu vực Mường Tè, nhiệt độ ở đây là từ 15 đến 23 độ và độ ẩm là từ 70 đến 95%. Còn tại Sinh Hồ, nhiệt độ là từ 10 đến 13 độ, độ ẩm ở đây là từ 85 đến 95%. Chuyển sang khu vực Than Uyên, nhiệt độ ở đây là từ 13 đến 16 độ và độ ẩm là từ 75 đến 95%. Khu vực Nậm Nhùn, nhiệt độ là từ 15 đến 23 độ, còn độ ẩm là từ 70 đến 95%. Tại khu vực Tam Đường, nhiệt độ là từ 13 đến 16 độ, độ ẩm từ 75 đến 95%. Khu vực Tân Uyên, nhiệt độ ở đây là dao động từ 13 đến 16 độ, còn độ ẩm cũng từ 75 đến 95%. Cuối cùng là tại huyện Phong Thổ, nhiệt độ ở đây là từ 15 đến 23 độ, độ ẩm là từ 70 đến 95%. Vâng, trên đây là phần dự báo và cảnh báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.